người Việt thực sự. Đây là cái món mới để đi sáng nhưng mà cứ sử dụng nó thì không tốt. Nhưng mà còn nhìn sắc cái này thì nên cũng phải là mình quyền không phải là nên là chỉ được cái là thôi thì mình không được sử dụng thì mình cứ ngắm nhìn cũng mãn nguyện rồi. Vâng ạ, theo em thì thực ra là mình đam mê là mình dành thời gian để mình đến với các cuộc triển lãm, đến với những nơi mà các nghệ nhân mang cái tác phẩm của mình lên để cùng với mọi người thưởng thức, đó cũng là một cái điều tuyệt vời đấy ạ. Chứ không phải mỗi là riêng anh đâu ạ, em cũng thích cái tác phẩm này. Nhưng mà em chỉ dừng lại ở cái là ngắm cái tác phẩm này. Và trong không gian ngày hôm nay cũng rất là nhiều người dừng lại ở ngắm. Thế nhưng mọi người vẫn đến đây để thưởng thức và biết được cái sự tinh tế, được cái sự cầu toàn và cái tròn trịa mà tất cả các nghệ nhân muốn rằng cái tác phẩm của mình sở hữu sẽ ngày một đẹp hơn buồn trong nhà nhé của anh Phạm Văn Huế. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh rất nhiều. Không biết rằng trong ngày hôm nay thì anh đã phải vượt bao nhiêu quãng đường để đến với chợ cầu đôi trong chương trình mà chợ cầu online cầu đôi của chúng em khai mạc đấy ạ? Vượt quãng đường nó chỉ có hơn 100 cây số. Hơn 100 cây số ạ? Anh giới thiệu kỹ hơn là anh đang ở đâu ạ? Anh từ trên Hà Nội. À đấy ạ, thủ đô Hà Nội. Anh ơi, tác phẩm này mới tham dự Festival Hà Nội năm 2024. Mang đi mang về là cả một vấn đề. Và mang tới để cho mọi người thưởng ngoạn lại là một vấn đề lớn hơn. Chính vì vậy cái trách nhiệm lớn nhất thì thuộc về ban quản lý. Và với sự đồng hành từ phía anh Mạc Bonsai, cũng như anh Mạc ạ, Bonsai Mạc, người đã có rất nhiều những kênh truyền thông, thì em tin tưởng rằng với cái quy chế hoạt động ấy là các anh không cần phải đến tận nơi vượt 100 cây số nữa đâu. Chúng ta sẽ có những buổi live stream truyền hình trực tiếp và cái khung giờ mà chợ cây cảnh của chúng em, chợ bonsai cầu đôi của chúng em sẽ có cái chia sẻ cụ thể cho quý vị khán thính giả yêu cây biết được rằng ngày nào chúng em truyền hình vào giờ nào để quý vị có thể là chờ đợi và cùng với chúng em thưởng ngoạn những tác phẩm đó. Xin được chúc mừng anh, cảm ơn tình cảm của anh vượt hơn 100 cây số. Em ơi, mời anh Huế chủ nhân đến tí, mời anh Huế chủ nhân. Vâng ạ, anh Huế ơi, em mời anh lên đây. Em muốn mời anh bắt tay với cái vị khách mà vượt hơn 100 cây số để đến ngắm cái tác phẩm của anh là chung một cội nguồn. Và anh ấy có chia sẻ rằng là thực ra thì chỉ ngắm thôi, thì anh có thể chia sẻ với tất cả mọi người trong không gian của ngày hôm nay rằng anh đã được sở hữu tác phẩm này bao lâu và anh muốn rằng cái tác phẩm này nó sẽ trường tồn với anh như thế nào, hay là anh muốn tìm chủ nhân mới cho tác phẩm này, em muốn anh chia sẻ ạ. Nghe cái lời chia sẻ có như là muốn sắp giao dịch ấy nhỉ. Mình chia sẻ cũng trân trọng cảm ơn bác Hòa. Đây là bắt tay xã giao của mình nhá, chung vui phải giao dịch của mình nhá, của đôi và tác phẩm đang quen. Tác phẩm này em chỉ được 2 năm rồi mà em con đang trên con đường chinh phục. Còn nếu bác nào mà yêu ái mà chinh phục quý nước em thì em cũng có thể nhượng, nhưng mà trong cái nhượng đó là hơn em, quý hơn em. Anh cũng mặn muộn để nói với tất cả những anh em truyền thông và kể cả em, trong 2 năm nay thì anh cũng vui vui rất nhiều người. Và anh cũng nói với anh em vào một số nhà vườn ấy, cứ miễn làm sao mà nếu có những cái cây mà nó vào hòa hợp khỏe với anh, nhất là giá cả mà anh nghe thấy nó cũng thông suốt một tí, thế là mình mua về để giao lưu đó, mua về để chia sẻ mọi người, thì chắc chắn là giờ này kể cả nhiều thì ngoài cũng mua hết. Nhưng bởi vì thực sự nói thì cái cây này anh biết, bởi vì đây là cái cây này thì anh mua thì vẫn phải dành cho những người khác, thì cho nên đối với giá cả thì mình vẫn phải là chia sẻ với người khác. Cho anh 20 triệu nhiều tiền đấy, thôi thì để dành cho những người nào chơi á, những người mà có tâm huyết và chơi muốn tìm một cây chủ vườn ấy. Đây là cây ngòi rất là đặc biệt để cho mọi người tìm kiếm. Còn những cây này thì anh có thể mua ngay bây giờ. Nhưng quan trọng là nếu cũng như anh nói mà cái gì chẳng nữa thì cái giá cả thì sau mà mình có thể là để phục vụ người khác được. Nhưng bởi vì cây đẹp thì nó là vô giá, chứ không phải là mình cứ nghĩ là cái giá mà mình muốn nó rẻ nó mua được rẻ. Nhưng ngược lại bản thân anh thì cũng không phải là người mua được rẻ. Mà chúc mừng em là em đã được sở hữu tác phẩm rất đẹp, vì là đã lưu giữ được 20 năm, đó là điều tuyệt vời. Vâng, em cần hai em bắt tay sâu hơn một chút xíu nữa để chúc mừng cho anh Huế, một trong số những nhà vườn lớn nhất của huyện Hải Hậu, đang có tên tuổi rất lớn ạ. Và tác phẩm này phải nói thật với quý vị rằng là
nó là vẻ đẹp của văn hóa, vẻ đẹp của thời gian trường tồn. Chính vì vậy cái này không thể nói được bằng giá trị tiền đâu ạ. Mà cái giá trị đây là cái giá trị mà tất cả các nghệ nhân yêu cây cảnh cũng như quý vị biết được rằng chúng ta ngắm tôi cũng đã đủ để thấy được cái chất của khí chất của chủ nhà vườn, người đang sở hữu cái nét đẹp của cây như thế nào. Chúc mừng cho anh Huế, em hy vọng được bắt tay một lần. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Hòa với những chia sẻ rất là tuyệt vời của anh trong ngày hôm nay. Em mời anh sẽ tiếp tục tham quan những tác phẩm phía trong ạ. À thế ạ, vâng ạ. À, thưa quý vị, và ngay giây phút này đây ạ, xin được thay lời cho ban quản lý của chợ bonsai chợ Cầu Đôi trân trọng kính mời quý vị cùng di chuyển về với không gian tiệc mừng ạ. Tại vị trí bàn tiệc đã được set up rất tinh tế cẩn thận và hy vọng rằng là mời quý vị sẽ cùng di chuyển về với không gian tiệc mừng. Và sau khi chúng ta dùng tiệc xong, quý vị tiếp tục trở về với vị trí tham quan những tác phẩm nghệ thuật về cây cảnh. Đây anh Trình có định giao lưu gì đấy ạ? Anh Trình ơi, thương hiệu kem cà phê nổi tiếng của Hải Hậu đấy. Anh đang đi nóng cùng với lại em đúng không ạ? Nói là rất nhiều tiền nên là tôi cũng không chưa tiếp cận được giá. Nhờ nói chuyện chú Hòa nếu mà có cái giá cụ thể thì nó vẫn là hơn. Đấy, còn mua. Vâng ạ, thưa quý vị, và ngay giây phút này đây xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của các quý vị, các quý sĩ cùng vui lòng di chuyển về không gian của tiệc mừng ạ. Xin mời quý vị sẽ cùng di chuyển về với không gian tác phẩm chủ vườn, chủ nhân số thoại anh Đại ơi, nhà vườn chào cây, chia sẻ gì không ạ? À đây ạ, vâng ạ, mời các anh đi theo em, có một cây nữa vẫn được giao dịch ạ, không dừng lại ở lộc đấy ạ. Vâng ạ, đây là cây thứ 7 hôm nay giao dịch rất nhiều, hình như này cái vị trí đắc địa là vị trí bên tay trái của không gian chính anh Huy ạ. Đâu ạ? À em chào hai anh Hữu đây ạ. Anh đúng không ạ? Vậy thưa quý vị, đây là một tác phẩm bonsai mini gần hoàn thiện rồi đúng không ạ? Và theo cảm nhận của người mua trong ngày hôm nay thì em muốn rằng anh cảm nhận trước, sau đó thì em sẽ hỏi chủ nhân cũ của tác phẩm này. Em mời anh ạ. Tôi thì già rồi nhưng mà thấy kính nhiều, thích chơi cây. Thế hôm nay là muốn sở những cái tác phẩm tính ít tiền nhưng mà tương lai của nó rất sáng ngời, để cho xây dựng, muốn xây dựng cái tương lai về sau này. Thì tác phẩm là cây cây bãi cây trên long lùn. Long lùn đấy ạ. Tại vì là em thấy rằng là phía trong kia anh cũng trồng cho mình một cái cây bệ rất là chắc, thì không hiểu là ý tưởng của anh là anh bảo là cái cây này tuy rằng ít tiền nhưng mà tương lai thì rất là sáng. Thì anh có thể chia sẻ thêm cho quý vị rằng là cái cây long lùn này mà anh sở hữu thì anh sẽ tiếp tục hoàn thiện như thế nào ạ? À, tôi trước mắt là hãy mua tác phẩm về, để còn dựng thì nếu mà để mà dựng về tương lai thì mỗi người mỗi kiểu người khác nhau. Thế là về sau này thì là nhờ các bàn tay nghệ nhân đã dựng lên để cho tôi có một tác phẩm chơi về sau này nó được bền vững. Xin chào tất cả anh em trên toàn quốc, chúc sức khỏe và gia đình hạnh phúc tất cả là hôm nay để cho buổi triển lãm hôm nay thành công tốt đẹp. Xin chào mọi người. Cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ đây thì sau khi đã được lắng nghe những chia sẻ từ phía chủ nhân mới của tác phẩm, em muốn rằng sẽ được lắng nghe cái chia sẻ chân thành từ phía người đã được sở hữu cái tác phẩm này trước khi anh nhượng lại cho chủ nhân mới ạ. Em mời anh. Tôi xây dựng cái tác phẩm này cũng đã lâu lâu mà cũng rất tâm huyết về cái giải cảnh này, cũng rất thế về nay bác yên bác đã mốt xí cũng chỉ cũng nhượng lại cho bác và cái này là giá 10 triệu. Vâng ạ, với mức giá là 10 triệu em mời hai anh bắt tay nhau để chúc mừng cho nhau trong ngày hôm nay. Xin mời em một tràng pháo tay thật lớn cho giao dịch thứ 7 đã thành công ạ. Cảm ơn các anh rất nhiều. Còn bây giờ đây xin được trân trọng kính mời các quý vị khách quý sẽ cùng vui lòng tiến bước trở về với không gian của ngày hôm nay, nơi đã được bộ phận lễ tân hậu cần set up rất tinh tế để trân trọng kính đón và kính mời tới toàn thể xìa diện của quý vị ạ. Không khí rất sôi động nhá. Để không biết là sau những bữa rượu, bữa tiệc rồi thì anh em còn diễn ra nhiều cuộc nữa không, nhưng mà chúng ta bonsai dám khẳng định với anh em là chắc chắn sẽ còn nhiều cuộc giao dịch nữa được diễn ra. Mới có con số 7 thôi nhưng mà đã nóng đến mức độ như thế này rồi. Bonsai chợ Cầu Đôi này cũng là một cái điểm mà chắc có lẽ là thuận buồm xuôi gió nhất. Đấy là một cái tuyến đường, đây là tuyến đường chạy rất là thuận tiện qua đây. Mọi người có thể là qua đây và cũng có thể là ghé thăm uống chè, có thể là giao lưu đấy. Sử cũng vừa giao lưu một cái chậu đá ngoài kia rồi.
một cái chậu đá mới rất đẹp đấy, để thay vào một cái xi thì đâu là có 4.6 triệu hay là 5.6 triệu gì đó đấy, không có sai đây cho mọi người tham khảo. Là những cái chậu đá này đẹp không tì vết, chậu rất đẹp nhá cả nhà nhá, thì chưa đấy, giao lưu rồi 4T7 đây mọi người ạ, còn giá đàng hoàng rồi, mọi người không phải hỏi nữa. Ok nhá cả nhà nhá, hẹn cả nhà video sau đi, cả nhà vào xem và nhớ ấn nút đăng ký, nút chuông để ủng hộ anh em chúng tôi nhá. Xin chào.